nay ngày 13 tháng 11 năm 2020. Bòn về trại gồm có 3 bê cơ bắp hấp kem, 3 bê kem. Mời chú bác anh chị các tỉnh gần xa đến trại bò xem. Dự tính là bò tham khảo á, thì chốt vài cặp bò bỏ béo thì mình có xe nhà giao tận nơi. Trại bò bán bò có tuổi thì tầm 8 tháng, 9 tháng, 10 tháng. Con số 49 là con bò cơ bắp, màu xám chì. Con số 12 là con bò Pháp. Alo. Dạ nghe anh. Rồi, đến xíu rồi lại. Con số 12 là con bò Pháp. Con số 29 bà bê. Mấy con này lỡ lứa hết, tầm thiếu đủ 10 tháng ha. Con số 19 bà Pháp. Mình đã tuyển chọn rồi những con mẹ lớn thành, sau này nuôi chất lượng thịt đạt rất là cao. Nếu bà con nuôi là đạt hết á, mình lựa tuyển chọn bò lớn con, quan trọng là con mẹ lớn nền ha. Mẹ lớn nền nuôi chất lượng thịt đạt rất là cao. Con số 08 là bò cơ bắp. Con số 8, 08 là bò Pháp kem giấy. Con số 9 bò bê bông. Con số 25 là bò Pháp. Con số 35 là bò bê. 18 bì bông. Con số 39 là bò bê. 09 là bò Pháp. Con số 39 là bò bê kem. Con số 24. Địa chỉ trại mình là Hương Lộ 19, xã Nhận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, lấy tỉnh Bến Tre. Chú bác có bắt bò thì một hai tầm một hai con mình cũng giao tận nơi luôn á, một hai con mình cũng giao tận nhà luôn. Xe nhà đổ dầu đi. À, hoặc mà nếu mà các anh em không có được thời gian đến điều kiện đến trại xem thì chốt giá xong mình trả giao cũng được ha, hoặc mình qua Zalo trực tiếp để cho anh em chốt. Con số 49 là bò cơ bắp, màu xám chì. Bò này trong mình nó khoảng 140 kg, nếu tính cái hơi là 250 kg. Bò này là 250 kg hơi, chà bè xương rất là to. Con số 49 là bò cơ bắp. Con số 12 là bò Pháp. Con này 3B lỡ nữa. Nguyên vai chà bè lưng nách nha, đòn dài, mình bắt bò lưng thẳng đòn dài. Con bò cơ bắp mình so tốc độ nó mình nuôi lên thịt là so bê thường là nó lên rất là nhanh. Bò bê cơ bắp nó lên rất là nhanh. Đây con này con số 08 là bò không cơ bắp, màu xám lam lam. Đây bò lam lam mà bò cơ bắp. Con số 08 là bò kem giấy. Con số 37 là bò bê bông. Con số 25 là bò Pháp. Con số 35 là bò bê. Con số 18 là bò bê bông. Số 39 là bò bê. Con số 09 là bò Pháp. 39 là bò bê kem sấm bông. Con số 24 là bò Pháp. Gọn bỏ
Địa chỉ của trại mình là Hương Lộ 19, xã Nhận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đây là Bến Tre. Anh Chí, chị cô chú gần xa có đến trại bò xem. Còn nếu không có thời gian điều kiện đến cái trại thì mình qua Zalo trực tiếp để cho anh em chốt á, hoặc là xem video thì thấy con nào mình đã xịt nước sơn lên bản đồ mỗi một con, mình chọn con nào thì mình báo công khai giá cho anh em biết luôn ha. Mình là xịt nước sơn lên bản đồ mỗi một con có số thứ tự riêng từ con số 1. Đây nguyên cái lô này là 3B Pháp Kem. Đây bò mình có con số 08 với con số 49 là bò cơ bắp. 3B Kem, Pháp Kem, 3B đen. Tháng tuổi của bò thì tầm 8 tháng, 9 tháng, 10 tháng.